Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm lạc rang muối nhé, làm sao để cho muối nó bám quanh lạc rất là ngon nhé. Trước tiên là mình sẽ dùng một thìa ăn phở dầu ăn vào, mình sẽ dùng 300 g lạc, mình sẽ mang vào mình rang nhé. À, khi mà chảo nóng lên rồi, dầu ăn cũng nóng lên rồi thì mình sẽ cho 300 g lạc vào, mình rang rang để cho lạc nó chín. Và lạc nó ngậm với dầu ăn này thì nó vừa nhanh chín ấy, vừa giòn, mà khi mà có một lớp dầu ăn ở mỏng ở bên trên lạc cái thì khi mà mình tẩm với muối vào thì lạc nó sẽ thấm muối và muối nó sẽ bám đều trên hạt lạc nhé. Ăn sẽ rất là ngon và có muối, có lạc, có dầu ăn như này thì lạc chúng ta để ngoài trời trong cái hũ chúng ta dùng được 1-2 tuần nhé, không bị hôi nhé. Còn nếu muốn dùng lâu dài thì các bạn cứ cất vào ngăn mát tủ lạnh, chúng ta dùng 1-2 tháng nhé. Làm như này thì chúng ta bảo quản lạc rang ăn cả tuần hoặc 2 tuần bên ngoài trời vẫn rất là ngon, và chỉ cần rang một lần đấy, chúng ta có thể ăn nửa tháng mà cái phần lạc rang này cực kỳ thơm ngon nhé. Khi rang mình thấy lạc của mình ấy, nó sẽ dần dần nó sẽ chuyển sang cái màu đậm hơn và nó sẽ lổ tanh tách, thì chúng ta sẽ rang thêm một lúc nữa để cho lạc nó vàng, nó giòn và thơm thì ăn nó sẽ rất là ngon, để lâu nó vẫn giữ được độ giòn nhé và nó không còn mùi hôi nữa. Nếu khi lạc như này là được rồi nhé, thì mình sẽ vì rang với dầu ăn mà nó sẽ có một ít dầu ăn bám ở dưới đáy như này, thì mình sẽ cho cái vợt chúng mình vớt ra và cho ra cái đĩa hoặc cái bát, sau đó mình mới xóc muối vào nhé. Làm cách này thì nó rất là đơn giản nhưng đảm bảo là muối lạc nó sẽ đều nhau nhé các bạn nhé. Nếu mà làm cho gia đình ăn và khi mà chúng ta làm cơm, bữa cơm hàng ngày ấy, thì mình nên có những cái món ăn phụ ăn kèm như này để chúng ta ăn thêm với cơm ấy. Ngoài thịt ra thì mình nên bổ sung những cái loại hạt như này. Với 300 g lạc này thì mình sẽ dùng khoảng 2 thìa muối như vậy. Được một thìa thì mình rắc thêm một thìa là 2 thìa. Mình cứ đảo đều cho nó bám đều là được, không dùng nhiều quá nhé. Vì dùng nhiều quá thì nó sẽ rất là mặn. Để nó chỉ bám vừa và đổ vào thôi là chúng ta dùng được, chứ không nên dùng nhiều quá. Đây là mình đã chia sẻ xong được cách lạc rang muối cực kỳ ngon và đưa cơm á. Các bạn có thể áp dụng để làm những bữa cơm gia đình của gia đình chúng ta nhé, vừa ngon vừa hấp dẫn. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây. Nếu các bạn thích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video hữu ích của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.